Xin chào quý vị khán giả, quay trở lại cùng phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, là nhìn từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km và có khả năng làm mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày hôm nay, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển thì trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Ngoài ra thì ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông thì khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ở đất liền thì cảnh báo có mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên, có mưa to đến rất to. Vài ngày tới thì mưa lớn sẽ mở rộng ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và cũng trong tháng 10 này thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết thêm là sẽ xuất hiện nhiều cơn bão trên Biển Đông, khu vực bị ảnh hưởng gây mưa lớn là miền Trung. Sau đây là thông tin thời tiết các vùng miền vào ngày 7 tháng 10. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 22 tới 35 độ C, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 23 tới 28 độ C, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa to. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ dao động từ 23 tới 31 độ C, phía Bắc có mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Còn Tây Nguyên thì nhiệt độ dao động từ 20 tới 29 độ C, trời có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn tại Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 23 tới 32 độ C, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông. Đó là thông tin thời tiết vào ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.